Hoài Tâm Entertainment trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ Statue, S365 USA Trading, Hoàng Trâm Jewelry và CLLamsupply.com. Kính thưa quý vị, Giang Ngọc và Bắc Ốc thì Hoàng Đạo ra đây bởi vì cái tiết mục kế tiếp là một trong những tiết mục nó rất là liên quan mật thiết với chị Hồng Đào, bởi vì đây là hai danh hài Bảo Liêm và Minh Nhí. Và em cũng nghe nói là chị Hồng Đào có rất nhiều những kỷ niệm với hai danh hài này. Vậy thì chị có thể chia sẻ hoặc là có cái gì vui vui chị kể cho khán giả nghe được không? Quý vị khán giả biết không, là Hồng Đào có cái may mắn là mình sinh hoạt văn nghệ khá lâu rồi, cho nên là đã từng đi diễn chung với cả Minh Nhí cũng như anh Bảo Liêm. Thì mỗi người có một cái cá tính khác nhau. Thí dụ như là Minh Nhí thì Minh Nhí có một cái kiểu như thế này, là rất hay là làm hòa những cái cặp người ta đang yêu nhau. Tức là những cặp người ta yêu nhau, giận nhau thì tới để Minh Nhí làm hòa. Mà Minh Nhí là người tình cảm lắm, ai than là Minh Nhí binh à. Ví dụ chẳng hạn tới cái khóc lóc cho Minh Nhí là Minh Nhí lại nè, mày bỏ nó đi, trời ơi, nói như vậy là mày nên mày bỏ nó đi. Hoặc là ai lại khóc lóc thì nói, chị bỏ nó đi, chị chia tay nó đi, rồi đó chị tìm người khác cho sung sướng đi. Vậy hồi xưa Minh Nhí có khuyên chị điều đó không? Có khuyên mà chị không nghe lời. Dạ, nhưng mà có một cái là khi mà khuyên xong rồi đó, như là khoảng chừng 2 tiếng sau cái hai người ta quề lại với nhau á, xong người ta quay lại cái người ta chia tay Minh Nhí. Còn anh Bảo Liêm? Còn anh Bảo Liêm thì bây giờ Hồng Đào mới nghĩ ra là Hồng Đào đã làm việc với anh Bảo Liêm từ lâu lắm rồi. Từ hồi lúc đó là Hồng Đào 16 tuổi. Thì lúc đó anh Bảo Liêm vào khoảng trên 20 tuổi thôi. Mà ngày xưa anh Bảo Liêm là một diễn viên múa, một dancer. Mà là múa solist, có nghĩa là múa chính đó, múa một mình đó. Là lúc đó anh đẹp trai lắm. Anh đẹp trai, anh nổi tiếng lắm. Anh đẹp trai hả chị? Hả? Đó, lúc đó là 16 tuổi. Dạ, hồi đó anh có cua chị mà chị không chịu. Vậy hả? Dạ. Tại hồi đó hai người còn trẻ đó. Em chúc mừng chị. Tại vì lúc đó hai người còn quá trẻ, cho nên mỗi lần mà cua chị đó, ảnh làm thơ chứ ảnh không làm gì khác nên chị không chịu. Dạ. Và khi mà hồi ảnh trẻ đó thì là ảnh đẹp trai mà có nhiều con gái lắm. Hồng Đào nhớ hồi đó Hồng Đào đi diễn chung với ảnh, ảnh cứ khoe nè, Đào coi nhỏ này nè, chân dài đẹp không, được không? Đào, em coi cô này nè, cô này trắng nè, được không? Lúc nào cũng đưa hình cho khoe. Thì bẵng đi mấy chục năm sau thì bây giờ anh Bảo Liêm gặp lại Hồng Đào thì anh Bảo Liêm cũng đưa hình khoe. Đào, cái thuốc tiểu đường này uống được không Đào? Đào, cái collagen này uống được không Đào? Tức là bây giờ nó khoe thuốc, bây giờ là bắt đầu lo cho sức khỏe của mình. Và nói tới sức khỏe thì hai đứa em cũng rất là lo cho sức khỏe. Bằng chứng là hai đứa em uống Surihi mà cái tướng của tụi em mới đẹp vậy nè. Dạ, Fukuden Suri, dạ cho tụi em quảng cáo chút xíu. Rồi sau đó bây giờ bắt đầu mình vô vấn đề mình giới thiệu đi. Dạ đúng rồi đó, em chỉ nói chút xíu vậy thôi thưa quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem phần trình diễn, phần song tấu của hai danh hài, đó là Bảo Liêm và Minh Nhí. Ladies and gentlemen, hope everybody have fun tonight. Trời, nói tiếng Anh như gió. Thì nói ít ít thôi, nói nhiều quá hồi tiếng có tiếng không, thôi để nói tiếng Việt Nam cho chắc ăn. Dạ Bảo Liêm xin hân hoan kính chào quý ông bà cô bác, quý đài các phu nhân, quý canh tân công tử, quý thiếu nữ chưa chồng, quý ông chồng thương vợ, quý cậu mợ hai đàn, quý họ hàng hai họ, quý em nhỏ dễ thương và quý công nương xinh xắn. Dạ, trước khi biểu diễn cho Bảo Liêm xin đại diện cho ban tổ chức nụ cười vàng xin cầu chúc cho quý vị một năm được vạn sự như ý. Và công việc làm ăn thì luôn luôn hoan hỷ và tiền bạc vô tỷ tỷ để tối tối ngồi đếm tiền mệt nhỉ. Nhưng về gia đình đừng sanh nhiều cu tí, mỗi nhà chỉ nên sanh hai nhí cho nó học hành múc chị để trở thành kỹ sư bác sĩ. Sanh hai nhí mới trở thành kỹ sư bác sĩ, anh chị cứ cho nó ra tỷ tỷ nó sẽ đi lụm lon múc chị. Và lời chúc của Bảo Liêm lên đây là hết ý. Nếu quý vị thấy khoái chí xin cho anh tràng pháo tay gọi là hợp ý. Thưa quý vị, và kính thưa quý vị, và đặc biệt trong chương trình Nụ Cười Vàng ngày hôm nay chúng tôi muốn đem tới cho quý vị những điều bất ngờ, những cái điều lạ lùng nhất, thì đặc biệt là sự kết hợp của Bảo Liêm và một nghệ sĩ. Xin tự giới thiệu quý vị sự xuất hiện của nghệ sĩ. Dạ kính thưa quý vị biết ai đâu phải không quý vị? Dạ kính thưa quý vị. Phải rồi. Minh Nhí muốn hỏi còn quý vị biết ai xuất hiện không? Quý vị biết Minh Nhí không quý vị?
Biết rồi, ta biết rồi. Một lần nữa xin quý vị cho một tràng pháo tay cho sự xuất hiện của ở quý vị thương Bảo Liên dùm. Một lần nữa xin quý vị cho một tràng pháo tay đặc biệt cho sự xuất hiện của tao. Trời ơi, làm gì đánh như trời đánh vậy trời? Làm gì cái răng xịt chạy vô vậy? Xịt làm gì rảnh như lắm hả? Không phải, ý em nói anh á là đừng có la lớn, em đang đi tìm con em. Ủa em có con? Trời đất ơi, có sao không có anh? Ủa lấy chồng nào? Gì vậy? Gì đại hội vạch mặt vậy trời? Lấy vợ hồi nào? Trời ơi, không cần lấy chồng, không cần lấy vợ, cũng có con. À, con nuôi? Không. Chứ con gì? Con chó. Em đi kiếm con chó của em. Con bút đồ của em á anh. Không đi hát đem con chó theo làm gì? Em đem theo để em thử thức ăn. Là sao? Là mỗi lần em muốn ăn cái gì á là bắt nó ăn trước. Nó ăn xong rồi nó chừa lại em mới ăn. Thấy em khôn ghê không? Trời ơi, nó phải trúng độc phải không? Đúng rồi. Con chó này nó nhạy cảm với thức ăn. Đúng rồi. Em cho nó ăn trước. Đúng rồi. Nếu mà nó không trúng độc em mới ăn. Đúng rồi. Mà nó có bị trúng độc lần nào chưa? 7-8 lần rồi đó anh. Mà em vẫn còn sống. Dạ, là tại em không có ăn, em khôn không? Ồ, khôn như chó luôn. Tức là con chó nó ăn trước, nó ăn mà nếu không trúng độc thì còn phần còn lại là em ăn. Đúng không? Rồi, đúng rồi, đúng rồi, em ăn. Ờ, vậy là em ngăn ngửa. Nói chung là em ăn đồ thừa của con chó đó. Ờ, thì em ngăn ngửa với con chó. Nhưng mà bỏ cái vụ đó đi. Anh đừng nói vậy nặng lắm anh. Hả? Anh nói em giống con chó, nghe nó nặng lắm anh. Không, nghe dạ, nữa. Anh phải nói giống là con chó nó giống em vậy hả? Dạ. Giống trời ơi, nó nghe nè, gặp anh ở đây em vui quá trời luôn. Nói cho dạ, bà con nghe với. Em á, em thấy anh á, lanh lợi, dễ thương, ăn nói hoạt bát nè. Bài nói xin tự giới thiệu luôn. Qua đứng đây là anh giới thiệu cái con. Sao? Nói về tài ăn nói hoạt bát lanh lẹ, xin tự giới thiệu đây. Đúng rồi. Do cái tài ăn nói hoạt bát lanh lẹ cho nên ngày nào cũng có người mời anh hết. Anh mời làm gì vậy anh? Chửi mướn. Trời ơi, xin lỗi à, nói thiệt với em á, nhiều khi anh đang đứng bên này anh chửi nha, bên kia mở cửa nó trả tiền cao hơn chút xíu, bỏ bên này qua đứng bên kia chửi liền. Trời má ơi. Nói thiệt với em, còn có ngày ha, người ta mời cùng một giờ, cùng một ngày luôn, biết làm sao không? Sao? Gom lại chỗ chửi luôn rồi. Trời đất ơi. Coi chửi biểu diễn nè. Thôi anh. Em mời anh tới không phải để chửi. Mời gì? Anh làm MC. Ủa làm MC hả? Ừ. Qua lại. Nói không giấu gì anh nha, em mới mua nhà. Mới mua nhà? Mới qua mua nhà Cali nè, 15 triệu. Ôi, giàu dữ vậy trời. Dạ. Hèn chi. Đi đâu mất tiêu luôn. Cả năm trời không thấy. Bây giờ mới biết nó mua nhà. Mà nó là... Ê! Kinh phong giật hả? Phải, em cuốn theo chiều gió đó anh. Là sao? Anh nói câu anh đập một cái, Trời ơi, em không né vậy là hồi em trào máu sao anh? Không phải, tại vui quá. Không ngờ mà em làm ăn buôn bán ngon lành vậy. Dạ. Ủa mà em làm nghề gì mà mau dạ, giàu dữ vậy? Chăn nuôi. Nuôi con gì? Dạ em nuôi con bò. Con gì? Con bò. À con bò hả? Dạ. Sao anh cũng nuôi con mà sao nó không giàu ta? Anh nuôi con gì? Con bồ. Anh nuôi con bò nó có lợi chứ nuôi con bồ nó có hại lắm anh. Ủa vậy? Nhất là anh mỗi ngày anh nuôi con bồ là anh thấy bà không luôn á. Nuôi hai ba con thấy càng lúc càng mệt. Nhưng mà vậy anh nuôi bò? Dạ. Rành bò không? Dạ em rành về bò lắm. Con bò nó chỉ cần rống lên theo cái kiểu nào là em biết nó muốn cái gì đó. Có cái nhờ luôn. Sao vậy? Nhờ nhà anh có con bò. Dạ. Sáng nào cũng lại đứng ngay đầu giường anh, nó rống lên vậy mà anh biết nó muốn cái gì. Đâu nó rống sao đó à? Sáng cái là ngay đầu giường anh đang nằm ngủ ra cái nó nằm. Là nó bị gì? Bò bị điên hay gì anh? Điên đâu điên, bò nó đuôi nhà mà điên. Em biết là nó đói bụng. Không, mới cho ăn mà đói bụng gì? Vậy là nó đau bao tử hay đau dạ dày? Không, nuôi kỹ lưỡng, nó không bao giờ bị mấy cái đó. Vậy cho nó bị gì hả? Nó bị thu bài. Hả? Nó đi đánh bài cào á, nó đi đánh bài cào về hỏi nó mấy nút cái đồ bù chết chung hết luôn. Trời quỷ ngu như bò đúng không? Trời ơi mà thôi anh ơi. Đâu trời, anh đâu ơi trời. Nhà anh mà có con bò nhà anh đừng có nói là anh nuôi bồ vậy đó. Anh á cả cái bô sai không biết anh sợ vợ. Mày trời mặt anh vậy sợ vợ chúa luôn á. Nói đây mấy anh ở đây ngó anh ta tự ái chết. Ở bên Mỹ này cho em nghe một tin, không có ai sợ vợ hết. Người ta chỉ thương vợ thôi. Thương vợ. Đúng rồi. Yêu vợ. Đó, mấy anh đây là vậy á. Chiều vợ. Có hiếu với vợ. Phải vậy luôn. À, vợ phải vậy, vợ anh nó coi anh như con cháu ở trong nhà. Em
em không có rành gì hết trơn. Em không ở ở Mỹ lâu, em không biết. Hỏi mấy anh đây coi. Mới đầu là mình thấy nó nhỏ nhắn dễ thương, mình sợ nó đi đứng đồ tội nghiệp, mình mới cho nó ngồi trên vai cho nó đỡ mỏi ha. Nó ngồi riết nó cũng mỏi, chứ nó ngồi trên đầu mình hồi nào mình không hay. Nó bây giờ nó ngồi quen rồi, kêu nó xuống nó không xuống vậy thôi. Mà em không nghe ta nói ha. Ta nói vợ ta tuy không sanh ra ta, nhưng có công nuôi nắng ta. Cơm ta ăn vợ ta nấu, quần áo ta mặc vợ ta giặt, cho nên ta cứ coi vợ ta giống y như mẹ của ta. Trời vậy ơi, đó. Đúng rồi. Bởi vậy bỏ cái vụ ba cái vụ đó. Bởi vậy anh có hiếu với vợ quá. Vợ anh đâu có dám chửi anh đúng không? Sao dám chửi, vợ chồng mà chửi gì? Thì đó, mỗi lần mà nó giận anh nó lôi ba má anh ra nó chửi không à. Có hả ta? Sao không có? Hèn chi sống mấy chục năm không bao giờ nghe nó đụng tới anh nha. Nó kêu ba má vợ lên nó chửi không à. Giỡn vậy thôi. Nhưng mà không sao, không sao. Nghe nó nghe nè, thiệt em định mời anh làm MC cho cái tiệc tân gia nhà em. À, mới mua nhà mới làm tiệc tân gia. Dạ đúng tại rồi. Tại bạn bè cô bác được cho ta biết cái nhà mới của mình. Đúng rồi. Nhưng mà em nói nghe nè, anh làm thử cho em nghe coi. Không coi, tin tưởng à? Để cho em tự tin. Trời đi. Trời ơi, vậy chết rồi nè, bây giờ cứ tưởng tượng đi. Rồi. Tưởng tượng trước mặt mình là đang buổi tiệc tân gia. Rồi. Quan khách tới đầu đều. Quá trời đông. Rồi nó đại nhiêu đây dám mạc luôn. Quá trời đông. Không, trời tân gia nhà em mà đi. Nhưng mà tại bạn bè đông nó mới được vậy. Dạ. Giờ coi làm thử cái coi được là làm nha. Rồi. Giờ coi là bạn bè cô bác tới đầy đủ, coi anh làm nè. Dạ cái tư gì quan cách. Hôm nay là cái ngày tân gia ba của thằng em tôi. Không. Em đãi ở Mỹ. Em đãi ở Cali nè, ở Mỹ chứ không có đãi ở Singapore. Singapore nào? Anh mới nói đó. Singapore tân tiếng Việt là tân gia ba đó. Trời ơi, ta đang chơi chữ đó ông nội ơi. Chơi chữ làm sao? Tân là mới. À, gia là nhà. Ừ. Em đang ở với hai ba má của em là ba người. À. Tân gia ba có nghĩa là căn nhà mới có ba người ở. Ồ, hay quá. Chứ bầm dập chứ. Hay quá. Phải chơi chữ gì đó cũng nói được hết. Nghe nè. Rồi tiếp tiếp. Dạ kính thưa quý vị quan khách. Hôm nay là cái ngày tân gia ba của anh em tôi. Dạ. Chúng tôi rất là làm cảm động trước sự có mặt của quý vị đông đảo. Dạ. Không quản ngại đường xa xa xôi, đồi núi chập trùng, mưa phùn lầy lội. Ở nhà ở không làm gì, tới đây ăn chừng. Thấy trời đất ơi, trời trời. Tới ăn tiệc. Ăn tiệc, ăn tiệc. Trời ơi, ta mời. Dạ, tới đây ăn tiệc. Và bây giờ xin đại gia, xin đại diện tan gia đồng. Trời ơi, tân gia chứ không phải tan gia. Không có nhiều thằng nó lỡ nó ăn thấy thương luôn, về chung thật sẵn vậy đưa nó đi luôn hết cho rồi. Trời ơi anh ơi không được, không được người hả? Ta tới người ta ăn mừng của mình mà tự thôi thôi có gì vậy. Tập lợi tập thôi lợi. Anh làm vậy em thấy không có được rồi, em thấy có nhiều MC á người ta phải làm thơ hoặc là người ta làm văn, người ta làm sao đó người ta mới dẫn vô cái bài hát được, anh hiểu không? À ví dụ như mà giới thiệu một bài hát thì phải làm thơ làm văn. Đúng rồi, phải làm thơ làm văn gì đó. Là sao nói thử coi, thí dụ như bây giờ là mình ca sĩ nó hát bài Nửa Hồn Thương Đau, giới thiệu thử coi. Nửa Hồn Thương Đau đúng không? Thơ văn thử coi. Đây nè, nghe nè. À. Dạ, kính thưa quý vị. Đôi mắt cửa sổ tâm hồn, đuôi hết một mắt nửa hồn thương đau. Dạ, dạ sau đây là bài hát Nửa Hồn Thương Đau. Đuôi mắt ra nửa hồn thương đau. Đúng rồi. Nó mù rồi sao? Hả? Không tự nhiên cái đuôi mắt ra nửa hồn thương đau. Rồi ví dụ như cái bài khác đi, ví dụ bài Ăn Năn giới thiệu sao? Dạ kính thưa quý vị, làm người ai chẳng có răng, sau đây bài hát Ăn Năn bắt đầu. Rồi mấy người ta không có răng. Dạ kính thưa quý vị, làm người ai mà không có răng, sau đây bài hát Ăn Năn bắt đầu. Không răng nhưng có răng thì cũng phải ăn hết anh. Em mệt quá, lấy cái dần thôi chứ gì. Cái bài này mới giữ nè, bài Đêm Đông giới thiệu sao? Đêm Đông. Thôi bài khác đi anh, bài khác đi. Không, trong chương trình đó bài đó là phải giới thiệu bài đó. Thôi bài đó ngại miệng lắm. Có gì đâu ngại miệng thì nói dân thơ là ta chịu à. Thôi mấy Đêm Đông. Chị mấy cô mấy chú cho em nói em mới nói cho em tràn pháo tay đây em mới dám nói nè. Đó. Dạ, dạ kính thưa quý vị. Dạ làm người ai chẳng có lòng, sau đây bài hát Đêm Đông bắt đầu. Đó em đã nói trước rồi nha, em xin phép trước rồi nha. Em mà em nói đúng với bộ làm người anh. Ôi, mệt em quá. Cái đó là em giới thiệu bài hát, giới thiệu ca sĩ. Còn này là tiệc tân gia. Rồi, rồi em giỡn cho vui đó mà. Nghe bây giờ là bỏ cái phần giới thiệu qua đi. Cái bữa đó tới đó nhà em có chuẩn bị quà để em tặng cho quan khách. Đúng rồi. Nhưng mà em thấy là tới đó mà tặng sơ xài quá, nó không có vui. À phát người con số rồi tặng con số người ta không vui. Đúng rồi. Thôi vậy mình kêu lô tô kiểu Việt Nam đi. Kêu lô tô hả anh? Biết kêu lô tô không? Trời đất ơi, em ở Việt Nam em khoái lô tô lắm. Đó, anh làm thử cái nè, lô tô nè nghe nè. Lặng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra con mấy còn mấy gì ra. Đúng rồi đó.
lát khô đi trước lát ướt theo sau, hai lát gặp nhau, hai lát gặp nhau tha hồ mà gái còn số bãi. Trong này nó, trong này nó kêu thơ văn gì cũng mất vệ sinh như thế trời. Không tự nhiên gãi ra số 7 vậy. Anh đừng có nói như vậy nha, tất cả là do anh dạy. Kêu mà thơ văn đàng hoàng, không tự nhiên cái rồi gãi ra số 7. Sao cho thơ gãi ra số 6. Kêu thơ kêu nhạc. Ủa vậy hả? Ở đó nó bình trình độ mà. Thơ đi biết kêu thơ không? Biết anh. Làm thử bài thơ. Dạ. Lắng lắng mà nghe tôi kêu con cờ ra, cờ ra con mấy gì ra. Dân tiên cổng mẹ chạy ra, đụng phải cột nhà chúng mẹ chạy vô. Dân tiên cổng mẹ chạy vô, đụng phải cái bồ chứng mẹ chạy ra. Con số ba. Thơ gì lão. Cổng mẹ chạy ra chạy vô, ra vô có ra số ba vậy. Là thơ rồi phải không? Là thơ rồi đó. Câu anh kêu nhạc. Anh kêu hả? Nhạc nó sung lên nhiều. Rồi, nghe nè. Lại đi. Lần lần mà nghe tôi kêu gì ra, cờ ra con mấy gì ra, con mấy gì ra, mấy gì ra, rồi con ra con mấy gì ra, con mấy gì ra. Rồi ra đi. Mấy gì ra. Ra đi anh. Mấy gì ra, rồi cờ ra con mấy gì ra. Ra đi anh. Mấy gì ra. Mày... Thôi đi. Cái gì vậy? Sao anh lâu ra quá vậy anh hả? Trời đất ơi là trời. Em còn trẻ em muốn ra lúc nào nó ra. Còn anh già cả rồi đâu phải muốn ra là nó ra. Đúng lúc nó mới ra được chứ. Trời đất ơi đợi anh đúng lúc chắc tới sáng quá à. Ra cho em xem đi anh. Nào ra đi anh ấy. Ngộ quá. Ồ. Tự nhiên ta chưa ra cái kêu cho ra vậy ta. Ra đi anh kêu là giờ muốn ra phải không? Dạ. Rồi muốn ra cho ra. Cái này ra theo yêu cầu người xem. Rồi đất thánh thần ra ơi, nè. Ra con số nghe cha. Ra nè. Rồi. Mấy gì ra, mấy gì ra, rồi cứ ra con mấy gì ra. Nhạc. Bởi tôi lỡ dài yêu nhầm người ta, con ba ba. À. Rồi sao anh ra nhanh quá vậy anh? Ngộ, ra chậm nói ra nhanh cũng nói. Ra sao vừa lòng em giờ? Sợ đó lúc đó nó muốn ra cho ra mẹ nó đi. Trời ơi. Mệt quá à. Bây giờ anh ra ngày xong mai rồi là phải đi khám định kỳ đi nghe cha. Ok tôi. Ba hồi lâu ba hồi nhanh là bất thường đó. Trời ơi nó còn ra được là hên lắm rồi đó. Rồi anh mới bây giờ anh nhạc rồi nè em đổi đi. Anh nói em giỡn da gà. Bây giờ loại nào? Dạ giọng cổ. Giọng cổ mà ra con số. Dạ trời vậy mới được mới hay chứ. Làm thử. Nghe làm giọng thử. Cổ nè à. Lắng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra, cờ ra con mấy gì ra. Cổ nhạc. Tuấn mà, Tuấn mà ơi hãy đi nhanh về báo ung tin cho quân ta được rõ rằng. Giống Trường Vũ quá. Thế mà anh... Trường Vũ lúc đó bị bón. Trời ơi, này anh nói nha, Trường Vũ kiếm anh chứ đừng kiếm em à. Rồi vô lại. Em hát tới đâu rồi? Răng. À, răng gió đông sơ đã lìa tay nơi chiến địa quang. Nó không có số. Quang ải con 17. Không biết cái đoài giọng cổ là tôi nước nào luôn á. Quan người ta mới quan hà chứ không tự nhiên quan ải là sao. Anh giỏi đi, anh giỏi anh hát chữ quan hà mà có cái số đi tôi cho anh 2000. Quan hà vẫn có số như thường. Số nào? Quan hà là sao có số? Quan hà nơi mùa này dẫn những cơn mưa cái rét đầu đông khăn em bay điều hiu gió lành. Quá xưa thôi bay còn số 2. Có số đàng hoàng thấy không? Bây giờ em rồi mà hát phải có dần rồi mới ra con số. Bây giờ nè, cổ nhạc anh hát qua nhạc nước ngoài mà ra. Trời ơi, nhạc nước ngoài cũng ra con ra số anh. Nghe đâu, nhạc nước ngoài nha. Hey. Con mấy gì ra, con mấy gì ra, con ra con mấy gì ra nước ngoài. Ập cá lá hồng, ập cá lá hồng đọt năm rước xa. Bờ chiếc cà ná tròn bay kha lá hồng anh âm rầm 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 con năm 15.
hoài mà nó ra số luôn. Má ơi, anh hát nhạc nước nào vậy anh? Campuchia. Trời đất thánh thần ơi. Trời ơi, hát nhạc Campuchia. Có con số thôi chứ. Rầm 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 ra 55. Em phải công nhận đi, đất của anh. Rừng nào cộp nấy. Con số nào ra con số đó. Mà có bốn mấy bốn phần quà đâu phải không? Rồi. Đó, vậy đủ rồi đó. Vậy là vui rồi anh. Nhưng mà em nghĩ sau đó là mình phải có văn nghệ văn gừng gì đó. Văn nghệ hả? Mà em thèm hát lắm. Có gì rồi vậy em hát đi, em hát tặng cho bà con tới tới giới thiệu cho em tham gia đi. Dạ. Giới thiệu em hát ha. Em hát thử cho anh nghe nha. Rồi hát thử coi. Rồi em hát thử nha. Để khoan đã, cho em xin uống miếng nước cái đã. Một lần nữa xin quý vị thưởng thức tài nghệ văn nghệ của nghệ sĩ Minh Nhi. Music go. Anh đã bao đêm bao ngày mộng mường. Ủa bà giọng đó không? Ta sống bên nhau trong hạnh phúc êm đềm. Trời ơi giọng hay dữ vậy trời. Những ai đã gây cho mối tình tan vỡ. Trời ơi quá dữ luôn. Để tình chung thủy nay đành lỡ là. Hay quá Minh Nhi ơi vô. Để tình chung thủy. Vô vòng cổ nè, vô vòng cổ nè. Nay đành lỡ là. Ừ nó ác xuyên mà bị vô. Em ơi tháng bãi mưa ngâu có cầu ô thước trên dải ngân hà chức nữ hồi ngộ ngư một năm dài xa vắng còn nhớ em chỉ bằng giấc mộng khóc thầm. Cái gì vậy? Vì ai gây cảnh nắng gai để đó, giờ anh sống kiếp đơn côi biết về đâu khi đường tương lai dòng dài, mịt dài. Mù tâm tôi biết về đâu khi đường tương lai mịt mù tâm tôi hát rồi cái đoạn đó hát rồi khi đường tương lai mịt mù tâm tôi mà đi về trong đó ngày mai người ta đi đôi mắt của anh rồi. Hay quá không nhận hôm nào hay quá bấm nhạc. Hay anh quá ơi, ngồi vậy hết nổi trời không nhận không nhận hai mát trời ơi hai mát clip xin hay quá mình vậy ơi trời ơi vậy mà tới giờ này nó vẫn gạt mà người ta vẫn vỗ tay mới ghê chứ. Chắc thấy em dị hợm quá hay sao trời ơi thằng bấm nhạc rồi nó xin nhạc tắt nó nhảy đĩa má ơi hát rồi hát thiệt rồi lâu lâu con từ Việt Nam con bay qua mà hại con quá má ơi thôi bỏ đi hát phải hát thiệt. Hát thiệt á anh? Bà con người ta tới là tao phải coi mình hát thiệt. Vậy em hả? Hát nhép vậy đâu có được. Vậy anh hát thiệt cho em coi. Thôi anh hát thiệt. Những cái thể loại mà mang âm hưởng dân tộc này đó là dạ. Mình phải hát cho bà con cô bác nhớ về cội về ruột. Dạ. Thể loại cổ nhạc, pha tân nhạc mà hát theo thể điệu của mình. Nghe nè, anh hát về quê hương. Giờ khùi hả? Này anh nói rồi cái này nhạc quê hương. Quê hương mới vui, về quê hương mới vui, quê hương vui mình cái mới gì? Vui về bên gì? Về bên Việt Nam qua hết mẹ nó tiền lấy gì vui. Ai hiểu nuôi con bồ. Tối ngày có con bồ để nuôi. Nhắc con bồ anh hát chuyện bồ nha. Rồi. Hát chuyện bồ anh đi. Ụt lẽ em ơi. Chết cha cũng biết chọn ghê. Em nghe cái tên ở dưới quê đặt nó vậy thôi chứ nó có đôi mắt bồ câu nhưng mà con đậu con bay trời ơi nó mới gọi nó là út lé thôi rồi hát đi. Út lé em ơi nếu em đáp lại tình yêu của người đã từng yêu em ta thiết trời ngọt quá giống Minh Dương quá thì anh xin em hãy dừng hai dừng lại đây chung chung nội tử đàn luôn hay thiệt chung chung dừng lại đây để cho vô giọng cổ rồi để cho anh nói rằng anh yêu em như gió như mây như cây như búa như lúa như phân như lân như phám như cháo như ong như sông như cá như mái như ba như dây như tịch như vịt như bèo như kèo như cột như bột như bao như dao như tớp như nhớ như săn như răng như lưỡi như bưởi như bầm như chậm như vợ như chở như hoàng như bạc như ghế yêu ăn như gan như tận dành như mận như đào bon thiện tâm
Dạ hết rồi, vỗ tay. Chết cha. À cái gì vậy? Văng cái lưỡi ra ngoài. Hát mà nhai lưỡi nào không hay. Nó hát thể loại cổ nhạc, em hát vậy. Hay quá, thiệt á. Không mà nói em nghe, giọng cổ hay quá trời quá đất luôn. Nói cho em nghe, gặp bà con cô bác mình hát gì vui 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 cho ta còn ăn tiệc, ta ăn uống đàng hoàng. Sau đó chúc bà con cô bác về thật ngày thật hạnh phúc, thật bình yên. Đồng ý không? Bây giờ mình hát bài tân nhạc đi. Rồi bây giờ anh hát tân nhạc đi. Vô tân nhạc nha. Tân nhạc, anh hát tân nhạc. Em phụ họa cho anh nha. Phụ họa cho anh hát tân nhạc nha. Vỗ tay mọi người ơi. Cùng nhau ta chúc mọi nhà, cùng nhau ta chúc mọi người tình thương đem đến khắp nơi gần xa. Cầu mong ơn phước đậm đà, cầu mong sức khỏe mặn mà, để ta luôn mãi hát khúc quan ca. Quan ca, quan ca. Rồi sẽ như nước rộn ràng, gặp một sức sống tiềm tàng, làm ăn buôn bán sang như hào quang. Từ nay ta hết nghèo nàn, từ nay ta hết muôn phiền, để ta luôn mãi sống đời tự do. Quý vị của Bảo Liêm và Minh Nhí đến đây là tập trước, xin cầu chúc quý vị một đêm thật an lành. Mời quý vị. Cho em nắm hai anh lại đây, lên đây với em chút xíu cho em hỏi nè. Thưa quý vị, đây là một trong những tiết mục mà có lẽ là rất là đặc biệt, bởi vì quý vị thấy anh Bảo Liêm đã diễn qua rồi, anh Minh Nhí đã diễn qua rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên hai người diễn chung với nhau trên sân khấu của Nụ Cười Vàng. Dạ hiếm lắm đấy con, hiếm lắm đó. Dạ trước tiên thì mình xin được trân trọng kính chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn ở Nam Cali, một lời chào thân thương nhất của mình nhí ạ. Xin cảm ơn ạ. Và vì mới bay qua thì mọi người chắc cũng đã biết rồi là ở bên kia mình bay qua đây mình ngủ không có được. Dạ rồi mình ở bên này mình về bển mình cũng không ngủ được, một thời gian sau mình mới ngủ được. Dạ cho nên nếu như hôm nay mà giọng của mình với nó có cái gì thì mọi người xin bỏ qua cho. Xin cảm ơn rất là nhiều. Ủa ngủ không được sao mà mất hết gì? Dạ anh uống được là nó mất cái giọng. Mất giọng mất tiếng đó. Dạ chừng nào em ngủ giống như xanh lâu ra quá vậy bảo anh. Kính thưa quý vị, là thật sự là từ hồi nhỏ là mình đã biết anh Bảo Liêm. Và lúc đó anh Bảo Liêm rất là nổi tiếng luôn. Thì lúc đó mình mới bước chân vào trường sân khấu để học thôi. Và... Hồi xưa nổi tiếng lắm, giờ đỡ rồi em. Không, bây giờ vẫn ok đó anh. Tên tuổi của anh nó vẫn phải là mình lớn tuổi nhưng mà tên của mình nó vẫn... Vậy ở đây không có vụ lớn tuổi em, đứng tuổi. Đứng tuổi chứ mà ở đây đứng rồi, không lên không xuống nữa. Đứng đại ha anh. Nó đứng rồi. Anh mới dở đó, anh cứ để cho nó đi lên đi, tự nhiên đứng à. Bậy. Đứng là hiểu sao không? Ở bên Mỹ này nó không có đi lên. Nó lên là lên vụ khác em, lên đường, lên máu. Được rồi. Thật ra là, và từ lúc mình chỉ biết làm đi học và ra nghề và đi làm nghề tới bây giờ được diễn tất cả với mọi người, nhưng mà thật sự là đây là lần đầu tiên mà mình chỉ được diễn chung một tiết mục và đứng cùng một sân khấu gần gũi với anh Bảo Liêm như vậy. Hối hận chưa? Dạ không. Không, nhưng mà thực sự ra từ trước đến giờ thì Giang Ngọc cũng đã xem anh Bảo Liêm diễn với anh Vân Sơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà hồi xưa đó thì hai cái rơ diễn khác nhau, một người tung thì một người hứng, một người đá thì một người chụp. Chẳng hạn như anh Bảo Liêm thì lúc nào cũng đá nè, anh Sơn là người chụp đó. Còn hiện giờ còn Minh Nhí, Minh Nhí thì trước giờ em cũng xem qua và anh cũng là một cái người mà luôn luôn đá cho người khác chụp. Đúng rồi. Mà hai người cùng rơ với nhau vậy thì giờ ai người đá ai người chụp đây anh? Hai thằng đá. Hai thằng đá. Bây giờ em thấy khán giả chụp. Dạ và xin cảm ơn Hoài Tâm đã mời em qua và đã ráp em diễn chung với anh Bảo Liêm, là một kỷ niệm trong cuộc đời nghệ thuật của em. Em xin cảm ơn anh Bảo Liêm. Cảm ơn và Minh Nhí. Mình cũng xin cảm ơn quý cô quý chú, các anh chị và các bạn đã ủng hộ cho Minh Nhí và anh Bảo Liêm từ nãy giờ. Nếu có cái gì sơ sót thì xin chúng ta bỏ qua cho ạ. Để sau này Nụ Cười 2 Hoài Tâm còn mời Minh Nhí qua nữa ạ. Chứ nếu mà chứ không là nó không mời đâu. Gài trước rồi đó. Dạ. Ở trong cười là chắc là mời ha Tâm ha. Rồi một lần nữa xin quý vị trong tròng cái tay cho Minh Nhí đi quý vị. Dạ và trước khi chia tay thì... Có cuốn này. Dạ cảm ơn ạ. Và xin kính chúc cho tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn cùng với gia đình ở hải ngoại lúc nào cũng an lành, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Xin cảm ơn. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Giang Ngọc. Cảm ơn Giang Ngọc.